một tuần em chủ động hẹn anh này ra vào ngày lễ Giáng sinh. Ấn tượng đầu tiên là anh rất là tươi, cũng coi như là anh em bình thường thôi. Em là người 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 hiếm, em hình như lúc đó là 22 tuổi thì vợ em vẫn chưa có gọi là một mối tình vắt vai nào cả. Hồng Vân và anh Quốc Thuận, em tên là Phụng, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp em là một luật sư và bên cạnh đó em có kinh doanh về mảng giảm cân với lại chăm sóc sắc đẹp. Em là Nguyên, một streamer chuyên nghiệp, và ngoài ra thì em còn rất là yêu vợ. Anh rất muốn biết rằng là hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau ở đâu nè? Anh Đi nói làm em nói. đẹp. Em nói đó. Đi, em đoán đi cho nó vui vẻ coi. Anh này đi làm đẹp và đến gặp ngay cái chỗ mà làm cái chỗ này nó quá là hiệu quả, cho nên về coi như là lên streamer đó, lên đó. giới thiệu. Dạ, cái thế giới của streamer là em chỉ có trong bốn bức tường rồi, em cũng không quan tâm đến là streamer như kiểu em không quá đẹp như là chị Hồng Vân để có thể lên tivi Không chẳng không hạn. anh đang đoán, hãy để anh đoán. Anh Bin đang đoán là tại sao tụi em lại có thể gặp nhau được. Đó là anh đang đoán là em đi em làm đẹp nói vậy. tại vì suốt ngày ở làm trong phòng nó bị cùng cứng quá, cho nên cần phải làm đẹp, phải đi tinh trang nhan sắc, mà đến đến chỗ này gặp làm và trong lúc làm thấy hiệu quả quá, thấy cô chủ đẹp quá là cô luôn dính luôn, đúng không? Em nghĩ là một cái duyên trời định á. Thật ra là em với lại chồng em là quen nhau qua một cái ứng dụng hẹn hò. Rồi thôi, anh đoán là chớ quớt rồi. Dạ đúng rồi. Sai, sai quá nhiều. Anh này là một cái người nhìn rất là đẹp trai, thì em nghĩ là chắc là cũng rất là đào hoa, không phải cái tiếp người mà em thích. Nói chuyện được 15 phút thôi là không có nói chuyện nữa. Rồi xong là bẵng đi, một tháng sau là em thấy một người follow em trên Instagram, thấy hai đứa có một người bạn chung, từ đó mới là nói chuyện lại. Thật ra em ấn tượng với cái app đó, cái app hẹn hò đó, tại vì khi mà vô là có thể xem coi cái cô đó có tính chất như thế nào, phải nói chuyện với rất là nhiều cô để có thể lọc được như vậy. Khi nào thì các em mới chính thức gặp nhau ở ngoài và tìm hiểu mới? Sau khi nói chuyện được một tuần, em chủ động hẹn anh này ra vào ngày lễ Giáng sinh. Ấn tượng đầu tiên là anh rất là tươi, cũng coi như là anh em bình thường thôi, nhưng mà vẫn cho một cái cơ hội để mà mình tiếp tục mình tìm hiểu lẫn nhau. Em gặp rồi, bắt đầu nói chuyện rồi, em biết mấy vợ em là người 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 hiếm. Em hình như lúc đó là 22 tuổi thì vợ em vẫn chưa có gọi là một mối tình vắt vai nào cả. Hiếm là vậy đó. Hiếm, hàng hiếm luôn. Anh nhìn cổ xinh đúng không? Không, cái lúc đó là anh nghi liền. Anh nghĩ giả sử mà cô xinh như vậy mà cô chưa có mối tình nào cả thì có vấn đề gì ở tôi. Từ lúc em suy nghĩ như vậy thôi. Em càng tìm hiểu thì em thấy rằng vợ em rất là tuyệt vời. Rồi thì bao lâu thì mới bắt đầu là chính thức tỏ tình cậu? Anh nghĩ là em tỏ tình cậu đúng không? Em tỏ tình cổ tại vì đó là luật. Em nhớ là buổi đó là em tỏ tình. Thật ra cái câu chuyện trước đó em cũng phải tìm hiểu, em sợ hàng hiếm này thì em biết không biết có vấn đề gì hay là cổ là có một tính chất rồi đó. Có thể là cô yêu một bạn nữ nào đó chứ không phải là yêu với em là vậy đúng không? Em cố gắng tìm hiểu thì em thấy rằng cô này là một cô tuyệt tuyệt vời. Rồi tuyệt vời ở đây nó là như thế nào? Đầu tiên là thích về bóng đá, là một cái mà em cũng đang làm về một cái người mà luôn luôn mang lại cái năng lượng tích cực cho em. Giả sử mà em cầm cái là em bao giờ mà em đầu tiên là em cũng muốn làm cho vợ em cười. Bao lâu thì em tỏ tình với vợ em? Em không nhớ. Một tháng chị. Một tháng sau đó đó. Chồng em là mối tình đầu của em. Trước đó em hình dung á, là ví dụ như là khi hai người mà họ chính thức quen nhau á, thì trước đó họ tìm hiểu rồi họ nắm tay hay gì kia thôi, nhưng mà em không ngờ khi mà em vô cái mối tình này mọi thứ nó đến tự nhiên lắm. Có nghĩa là ảnh chưa tỏ tình chính thức, nhưng mà trước đó thì cũng đã nắm tay, đã kiss nhau, đã ôm nhau rồi. Thì vì em mới ngộ ra là hình như giới trẻ bây giờ nó yêu nhau như vậy khá là nhiều, chứ không phải đợi chính thức quen nhau rồi mới bắt Rồi đầu mới nắm tay, mới lại hôn, mới lại ôm như nhau. Thì hôm đó là em nhớ là cái trận đá banh Việt Nam đá với cái đội nào mà đá ở dưới trời tuyết hay sao anh? Ôi, trận đó là cái trận mà mang cái cảm xúc cho cả đất nước này luôn. 2018. Dạ đúng Tháng rồi. 12 năm 2018. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đi bão xong rồi về. Rồi anh nói là ngày này một tháng trước thì là em là người mời anh ra trực tiếp gặp mặt. Thì bây giờ một tháng sau thì là anh ngỏ lời em là bạn gái của anh nha. Thì mình thấy Là dễ vợ thương em tại không vì mình thể cũng bất nói không ngờ. trong ngày đó được. Và em không nói không được, có nghĩa là em nói xong là em thu hoạch liền đúng không? Dạ có. Tụi em yêu nhau trong bao lâu? Dạ 8 8 tháng. tháng xong 8 rồi cưới tháng mà. nhau. Có nhiều những kỷ niệm đẹp không? Cãi nhau đến độ mà chỉ muốn chia tay nhau hay là Có, anh nhớ lần đó không? anh nhớ lần đó Không. Cái anh này em thấy đúng là nói chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Nghĩa là lần đó là em thì em thích là ví dụ như là nhắn tin là phải
trả lời nhau liền. Nhưng mà ảnh á, nhiều khi ảnh lâu lắc anh đi làm gì kia xong ảnh mới reply lại. Thì em cứ nhắn vậy hoài nhưng mà ảnh không có chịu thay đổi. Tới cái lần đó là buổi đêm trước khi mà anh đi ngủ em đã nhắn một tin dài, ý là em nói là em cho anh nhiều cái thời gian để mà anh thay đổi, ngoài cái đó còn những cái khác nữa. Nhưng mà anh vẫn vậy. Thì anh này anh rất khó chịu. Một cái là em cũng sai, là tại vì anh nói là anh rất là ghét khi mà cứ cãi nhau mà nhắn tin cho anh về cái vấn đề cãi nhau trước khi anh đi ngủ, làm cho anh ngủ không được. Thì cái hôm sau anh nói là anh suy nghĩ một đêm dài, anh nghĩ thôi chúng mình nên chia tay đi. Và nhắn tin qua điện thoại, trời ơi, em hết hồn, em không ngờ anh nói từ chia tay. Mà theo em biết đàn ông mà nói từ chia tay ấy, có nghĩa là thiệt, có nghĩa là nó nghiêm túc thật sự luôn á. Xong nói là không, bây giờ nếu muốn chia tay ra gặp mặt chứ không có nhắn tin như vậy. Rồi lúc mà ra em nói là ông giỡn. Trời ơi chị coi chị nổi không? Chứ anh gì biết, nữa. Cho dù anh không nhớ câu chuyện nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là đúng rồi. Toàn bộ câu chuyện. Thì anh nói vậy mà. À, tức là anh phải nói một cái gì đó rồi xong nhưng anh mà ý phải là nói bình một cái gì đó rồi xong anh mới nói là ok anh giỡn. Đàn ông họ nói chia tay có nghĩa là nghiêm túc đúng không chị? Còn lần này là anh nói là anh giỡn. Còn bình thường là phụ nữ ví dụ như em nói chia tay là chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự là em có muốn em giỡn là em cái lúc đó con nít anh Phụng ơi. Em đâu dạ em tại em nóng tính nữa. Phụng làm gì Phụng làm, rồi em làm việc của em thì em chỉ nghĩ như vậy thôi. Sao là từ lúc đó là nhưng mà ra thì cái thấy cô này quan trọng quá, cuối cùng lại là giỡn. Ủa nhưng mà lý do gì sao mà 9 tháng rồi cưới liền vậy? Bác sĩ kêu cưới. Vừa ở đâu? Vừa ở Nha Trang hay vừa ở Sài Gòn? Lần đầu tiên của các bạn là ở đâu? Nha Trang đó. Nha Trang đúng không? Đó thì thường là accident nó cũng đều từ đó mà ra cả đó mà. Lần đó rồi sao? Bác sĩ báo cưới thì là em anh Nguyên lúc đó thì em vui không? Lúc em nhận được cái em tin nghe đấy, bác sĩ nói vui không? Dạ em có kinh nghiệm. Dạ tại vì trong trường hợp giả sử như kiểu em gặp trong một người bạn em cũng đã giống như vậy. Trong trường hợp người bạn em thì em có cảm giác như kiểu em rất sáng suốt trong cái lúc đó khi mà em nói rằng mày phải cẩn thận, mày phải kiểm tra lại. Dạ cho chắc là sau đó. Dạ nhưng mà cái lúc đó thì cái kinh nghiệm đó hình như nó cũng không giúp cho em nhiều, em vẫn sốc. Em vẫn dạ em vẫn nói giống như là bây giờ không lối thoát hay là một cái gì đó. Nó em chưa sẵn sàng cho cái đó, em không biết cái đó là gì cả. Khi mà bác sĩ báo cùng với hai đứa hay là bác sĩ báo với em báo ngược lại với chồng em? Em là người thử. Lúc đó là đang về quê, xong thử que. Xong mới thấy là hai vạch. Xong đó là em cũng sốc, cũng khóc. Tại vì em nghĩ là lúc đó là giống như em đang muốn tập trung cho công việc rất là nhiều. Nó bắt đầu đang khởi nghiệp kiểu vậy. Thì nhận được cái tin đó, xong rồi mình thấy trời, giống như là mình nghĩ mình vẫn còn 18 tuổi vậy. Là sau đó là gọi cho anh này liền. Xong rồi anh cũng nói là thôi bỏ đi em. Là mình bắt đầu trời sao cái người đàn ông mình đang yêu sao kỳ cục vậy. Sau đó là không, tối đi em quay lại Sài Gòn thì mình đi khám một lần nữa cho chắc. Thì lúc mà đi lên á thì khám xong rồi thấy rất là đáng yêu. Sau là quyết định giữ lại thì anh tôn trọng quyết định của em. Em nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là lúc đó em thực sự yêu vợ em. Cái chuyện này đến gia đình thì hai bên gia đình thì phản ứng như thế nào? Đầu tiên là đưa về nhà của ảnh. Thì trước đó là em đã qua nhà ảnh chơi một hai lần gặp ba mẹ rồi. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Dạ có cháu. Rồi xong liền lúc đó là hai vợ chồng đi qua bên nhà của em để mà thưa với ba mẹ em. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng. Lần đầu tiên. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất rất là xịn. Nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu. Và cũng không có thực sự có nhiều cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Lúc đó là cái lúc mà như kiểu em có thể về em có đập bam này cái. Và em bước vô nhà giống là lần đầu tiên mà em nói ra chuyện ra mắt ba mẹ vợ luôn. Dạ ra mắt ba mẹ vợ mà em đã có một cái nguyên một cái quá bự như vậy của hai vợ chồng em. Tức là khi mà thông báo với bên nhà em thì lúc đó ba mẹ em phản ứng sao? Mẹ em cũng thích, ý là đương nhiên là cũng sốc. Mẹ em chuẩn bị tinh thần trước rồi, trước khi lúc mà quen anh này ấy, tại vì tư tưởng của em với mẹ em nó khác nhau. Em là người rất là mở, tư tưởng thoáng, còn mẹ em là kiểu tư tưởng truyền thống á. Nhưng mà trong quá trình em quen anh này thì em cũng đã giống như là hướng lại tư tưởng nhà mẹ là mẹ nên thoáng như vậy. Tại vì không có phải lúc nào cũng phải cưới nhau rồi mới quan hệ, thì nhiều khi nó không hợp thì như thế nào. Thì mẹ em chỉ nói là ok, nếu mà có vấn đề gì là phải giữ chứ không có được phá. Lúc mà biết thì mẹ em thấy cũng bình thường à. Mẹ hỏi là hỏi coi Nguyên nó có chịu giữ không. Dạ như vậy là lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tới bây giờ là 2 năm.
hai vợ chồng 2 năm. Tật xấu của anh ấy có nhiều không em? Thấy không có nhiều lắm. Tật xấu của anh này là có một cái rất là dơ, có nghĩa là đi ở ngoài đường về là bụi bặm, không có mặc áo khoác gì á chị, thì đương nhiên là về là phải thay quần áo ra rồi rửa chân này kia rồi nằm trên giường, nhưng mà không có bay lên giường mà nằm phóng một phát lên giường. Chính xác, em la mấy lần là không được. Cái thứ hai là cái hành động mà nó cũng mạnh bạo, ví dụ như là tối con gái đang ngủ với em thì em còn thức, em canh con gái thì anh stream xong anh lên là cứ mở ra mà cứ rầm rầm nha, cũng không chịu sửa. Rồi một cái nữa là rất là nóng tính. Thì trong các cuộc cãi vã đều là ảnh, nhiều khi ảnh nói chuyện với em mà cái cách nói chuyện như là cứ quát vô mặt mình á, nhưng mà đối với anh đó là nói chuyện bình thường. Thì kiểu không chịu sửa, cũng không chịu sửa gì hết trơn. Đâu cái đó anh sửa rồi mà chưa, không thấy. Rồi cho là mình làm việc cái máy tính nhiều quá rồi nó khiến cũng con người thể. Mình đó bị nói lớn tiếng không ta? Anh nói chuyện với vợ anh á, anh thấy anh cho là cái rất là bình thường, cái cao độ của mình nói chuyện cũng rất là bình thường, mà em bị liên cái đó liên tục, giống như là mình nói chuyện nạt với mặt người ta. Anh đúng, để coi cách chắc chị Vân nhìn, chị Vân không biết, không biết anh đang nói về gì. Nó biết, em biết Thuận là không phải là do máy tính, mà em là cái tính chất nghề nghiệp của em thì Thuận làm đạo diễn nhiều á, ra hiện trường là Thuận phải nói lớn, nói nhiều, nói lớn để người ta hiểu được cái ý của mình á, thì thành ra nó là thói quen. Chứ không phải là do máy tính. Bạn này là cũng là thói quen nghề nghiệp luôn, là bạn cũng phải nói, chứ không phải là do cái máy tính nó làm cho bạn bị. Em nghĩ là tại vì em xem thể thao nhiều và thực sự khó để có thể vô một trận bóng đá mà em bình tĩnh được. Còn gì nữa ra? Còn cái nữa là rất là gọi là độc tài, đi vào tới sở thích. Có nghĩa là anh này á, anh thích ăn cái gì là em phải ăn theo cho bằng được. Có một lần á là em nói, tại vì em đi làm ở bên Tân Bình nha, em quận 7 thì Tân Bình hơi bị xa, cho nên là lâu lâu là nói chồng chở đi làm. Thì chồng nói là ok, hôm nay anh chở đi làm nhưng mà phải ăn sáng theo anh. Đó là ăn cơm tấm. Mà chỉ biết một tuần 7 ngày là ngày nào cũng ăn cơm tấm, tới hôm đó vẫn ăn cơm tấm. Em là người chung thủy. Anh sẽ chia sẻ về một số quán cơm tấm. Rồi đó, rồi xem phim cũng vậy. Nếu mà đi xem phim rạp là phải xem phim của ảnh, không được xem phim Hàn Quốc, để xem phim Quốc em tự đi xem mình. Mà có gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không. Chỉ có độc tài phát xít thôi. Đúng rồi, về cái sở thích thôi. Chứ còn mấy cái vấn đề khác thì là rất là hay hỏi ý em. Rồi ví dụ như là để cho em tự do làm gì em thích là luôn ủng hộ em. Em mong chồng em thay đổi những cái tính nào? Em chỉ thấy cần thay đổi là ảnh bớt nóng tính lại, giống như là điềm tĩnh nói chuyện hơn, chứ lúc nào cũng nóng, giống như là làm tổn thương mình á, rồi sau đó lại đi xin lỗi mình, thì nó không có thay đổi được cái gì hết trơn, lúc nào cũng vậy hết trơn á. Thôi, vấn đề là anh đã bình tĩnh lại so với thời gian trước rồi. Tại vì em rút kinh nghiệm á, là bình tĩnh là cách duy nhất mà em có thể thắng được một cái cuộc cãi vã với không vợ thấy. Em, khi mà em phải nói từ từ lại. Nhưng mà em cãi với luật sư cũng hơi căng lắm. Cách lắm em ơi. Như vậy là mong Nguyên thay đổi là bớt nóng tính lại. Dạ, chỉ có cái đó thôi. Và đừng bao giờ nói những cái điều gì đó làm tổn thương người đẹp, đúng không? Dạ. Được không Nguyên? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó, em coi tập xấu đi. Đầu tiên là vợ em hơi bị không ngăn nắp. Em nghĩ là cái đấy là người, một người phụ nữ, một người con gái, người ta sẽ biết hơn một người con trai. Mà lẽ ra là một người phụ nữ giống như là sẽ dạy cho người đàn ông cách ngăn nắp hơn. Có một số cái mà giả sử như là khi vợ em đi về thì thường để cái ba lô ở ngay chỗ đem đi. Em lên phòng thì em dậm mấy lần và em mém té mấy lần. Và cứ mỗi lần mà em nhắc về vấn đề đó là vợ em đúng bài là vợ em sẽ nói sang một vấn đề khác, giống như là vợ em không nghe. Có giống như những người phụ nữ thời đại này là thích shopping, thích mua sắm online? Dạ có, một ngày mà em có thể đi xuống và em nhận hàng của từ những trang web đó chắc là cũng em nghĩ từ khoảng 3-4 lần. Dạ, đến nỗi mà em thuộc hải tiếng. Không, em toàn mua đồ lòng. Cho gia đình, mua cho em bé, em tại vì là bé gái mình. Em thuộc những tên những anh shipper đó luôn mà. Em nói chuyện với mình trong phường. Quen á. Dạ. Rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai, tại vì vợ em không nấu ăn nhiều. Em biết là nấu ăn cho người khác là một trong những cái gì đó tuyệt vời nhất mà mình có thể làm cho người khác được. Nên rằng vợ em nấu ngon, có những lần hiếm hoi mà vợ em nấu là em nhớ lắm. Cái lần đó em đang làm ở trong hoặc là em coi đá banh gì đó, khi mà vợ em đưa vô một cái món mà món Ấn Độ, cái món đó món gì vậy? Chả đậu gà. Dạ, chả đậu gà một cái. Rồi xong đưa cho em một ly nước. Đó, có hai cái đó thôi mà em nhớ mãi luôn, khi mà lúc đó em thực sự cảm thấy rất là đã. Rất là ngon ở cái cử chỉ đưa, cái động tác đưa, cái hay là ngon ở cái món ăn? Dạ em nghĩ là ngon cả hai. Em chỉ có một cái kỳ, cái này em kể thêm là vợ em có một cái hay nói với em không được quyền béo lên.
Còn nếu mà em béo thì vợ em sẽ không thích, thì mà lúc đó vợ em sẽ hết yêu em. Em ngồi em suy nghĩ lại, nếu mà em nói ngược lại cái vai trò như vậy chẳng hạn, nếu mà em béo hơn thì anh sẽ không còn yêu em nữa, và anh sẽ thích những phụ nữ ốm hơn, thì cái mức độ nghiêm trọng của cái câu mà em nói mức nào. Có những cái câu mà vợ em nói nó rất là mắc cười, khi mà em nói ngược lại với vợ em thì lại không được, nên là em thắc mắc như vậy thôi. Tức là chồng em đã từng nói với em điều đó. Em nói trước. Em nói trước, nhưng mà sau đó thì chồng em nói với em điều ý đó. Ý là chồng hỏi là trời ơi, sao em vui gì với ý là nếu mà anh nói ngược lại câu đó thì em thấy làm sao? Em có thấy tổn thương không? Em có chịu đựng được cái câu đó không? Thì em có trả lời không? Em chỉ cười thôi, tại vì em biết là anh sẽ không bao giờ nói với em câu đó. Nhưng mà giờ em nói cái câu đó với chồng em là nói thiệt hay là nói nói vui? Giờ chồng em béo lên thì sao? Thì bắt giảm cân sao anh chị? Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là ngăn nắp hơn, đồ đạc thì để gọn, mà cái này là cả hai tụi em luôn. Em cũng nghĩ là cái đó luôn. Bừa kiểu khác á, mọi người bừa một kiểu. Rồi nghĩa là cả hai đều mong muốn là ngăn nắp. Thì giờ hai vợ chồng cùng đồng lòng hiệp sức đi. Hai ba lần em địch bị té ở cái ba lô á, thì lần này á là em đừng có để bị té nữa, mà em cầm cái ba lô em cất cho một chỗ nào đó. Một hai lần người ta có sĩ diện, người ta luật sư mà, cũng thương ta sĩ diện nó, chứ không lẽ giờ mình làm gì kỳ quá đúng không? Tự động người ta vì cái sĩ diện đó người ta sẽ phải gọn. Và ngược lại. Dạ. Đó kiểu vậy đó. Hai vợ chồng quá đẹp đôi, lại nói chuyện là luôn luôn dành cho nhau một ánh mắt rất là yêu thương, xây đắp tình tứ đó. Em cứ mỗi ngày em đang nói là mỗi ngày em lại càng yêu vợ em hơn đó. Em ơi tuyệt vời lắm em ơi. Rồi cảm ơn hai vợ chồng. Dạ xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể khán giả, chào ba mẹ, lại chào vợ của em. Trời ơi. Chào ba mẹ. Chào ba mẹ. Quá có hiếu. Dạ xin chào hai bác. Dạ. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Lê Trung Tính, hiện tại năm 27 tuổi và em là cán bộ văn hóa thông tin ở ủy ban phường 12 quận 6 Còn em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Nguyệt Nga. Em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào ta? Hai vợ chồng em quen nhau trong buổi học đầu khóa năm 2010. Thì lúc đó là em thì đi học á, em ngồi bàn đầu, chồng em thì lúc nào cũng ngồi cuối lớp á. Là cá biệt đi học trễ nè, hay nói chuyện nè, hay chút tiếc nè, đủ kiểu. Cái ông ấy trong cái hội trường rất là lớn, thì ông ấy chạy lên, ông ấy xin em chai dầu gió. Sau khi trả em thì nói là trời lớn thì xài đồ nít. Trời, sao lại xin, tại sao không mượn một cô khác mà lại mượn cái cô này cái chai dầu gió? Phải, tại vô thì cái buổi đầu tiên đó thì chung là cũng nhiều bạn lắm, mà có bạn này cũng là dạng hot girl ở trong cái trường á, trong lớp. Thì vô thấy bạn cũng dễ thương thì mình cũng bộ nhức đầu đó, mình lại xin mượn chai dầu. Mà cái dầu nhỏ xíu thì giống như cái dầu em bé đó chị. Đấy không, mình lại cũng ghẹo ghẹo, lớn thì xài dầu nít gì. Đấy mà cái đó em... chiêu thức của em. Chiêu thức chứ đâu có bệnh hoạn gì đâu. Cái chai dầu lớn, chai dầu bé đâu liên quan gì tới dùng giữa người lớn với người nhỏ đâu. Mà ông này á, ông vừa đâu ông em, lúc mà em lấy cái chai dầu á, ông nói gì nè, đưa tay đi mình sơn móng tay cho. Em quay lại móng tay ông sơn một bộ. Em cái trời, học thì không lo học đi, học đi về cho người ta học gì mà ông ngồi ông sơn móng tay nữa. Tại vì á, em sơn á, ông là sơn bóng để dưỡng móng tay á mà. Sơn bóng cho nó bóng hả? Sơn dưỡng móng tay. Sơn dưỡng đó. Riêng em thì em ấn tượng gì về cô gái này? Chung là trước á thì em cũng để ý dễ thương thôi, mà tại trong lớp á nhiều bạn rất là ý vợ em giờ á, xong cũng cá kèo cá độ với nhau. Giờ coi đứa nào mà cua được nhỏ này, xong rồi vì cái độ đó mà hôm qua em ngỏ lời làm đủ cách để quen vợ em, cũng mời đi ăn đi uống này nọ mà khó lắm, mời hoài không thèm đi, mà đi cho em ngồi đợi hoài, mà đợi mà mũi chích mày nó muốn điên luôn. Tại vì em thấy đông này, em biết trước đó, ý là trong lớp đó thì nó cũng đông lắm, là em biết được là cái anh này á là tán mình cho có mục đích, rồi mình chứng tỏ mình với các bạn trong lớp, với các bạn cùng trường cùng khóa đó, em ghét lắm, rủ em đi ăn cho đợi hoài lên, nói là tôi không có ra đâu cho đừng có đợi, mà không chịu có đợi. Mấy đứa kêu là không, bạn xuống, mấy con lên trên phòng với thầy tìm thấy thì thầy la, thế thôi em chờ hơn một tiếng hộ, ông không chịu về em cũng đi xuống mà em đi ăn nha. Một lần em đi ăn em ăn hoài luôn, em ăn từ ăn lẩu nè, xong em qua ăn bánh mì, xong em bánh lăng, em muốn xin tố, em ăn một giây vậy đó, em biết ta sẽ ăn cho khi nào mà không còn tiền nữa bỏ tay thì thôi. Mà em đi ăn á là em biết là ổng không thích bún mắm, là không thích cháo lòng, không thích hộp vịt lộn, em cứ đè những cái món ra ăn thôi. Sáng mà rủ là em chỉ đi ăn cháo lòng,
ăn bún mắm. Ông nói chợ gái đứa sáng ăn món thuyết rình. Ông nói vậy đó. Tối là em bắt đi ăn hộp vịt lộn. Ông ăn hộp vịt lộn mà ông chưa có ăn á. Lần đầu tiên là hất tung cái bàn, bỏ chạy, bay hết cái quán người ta hết sạch. Ủa sao vậy? Không biết ăn. Tại em thấy cái trứng vịt lộn mà cái trứng nó, cái con lộn nó bự quá mà lông lá không à. Em nhìn em sợ. Bao lâu thì tụi em mới có cảm giác là không ghét bạn này? Chắc cũng lâu á chị. Đến lúc mà bạn đi nghĩa vụ á thì là có một chút tình cảm với bạn này là bắt đầu từ đó. Là mấy năm? Là bao nhiêu, 3 năm không? Khoảng 3 năm, 4 3 năm. 3 năm, 3 năm. 4 năm chắc cũng tàn mạc à. Ăn quá ăn mà chắc đi ăn quá trời ăn. Nhưng mà tại sao mà vừa mới cua được cô này á mà em lại lại sẵn sàng em đăng ký đi như vậy? Em không sợ nếu em đi ở nhà mất mất cái bạn này sao? Lúc đó thì cái tư tưởng em thì lo cho chuyện lớn hơn là người yêu của mình rồi đó, lúc đó anh gác qua hết để mình đi. Trước khi bạn đi á lại có khuyên lại nó là thì những trường hợp đi thì người ta rất là khổ, nó không giống như là mình ở nhà được bao bọc đâu, nhưng mà bạn vẫn quyết định đi. Lúc mà đi ra ngoài Cam Ranh á là em cứ bình tĩnh ở nhà, không có trao đổi điện thoại được, ở đó là cấm mà. Em cứ kệ bạn ngoại, cha mẹ có đi thăm nhưng mà em thì không đi, em chờ cho đến lúc mà sắp hết cái giai đoạn ở ngoại á em đi thăm. Lúc mà bạn gặp em mà khóc khóc như mưa, em nói thôi đi về đừng có khóc nữa. Tại vì chờ đợi nhiều nhiều người đi chung khóa mình á, lúc nào cũng có người yêu lên thăm này nọ. Mình đi nhìn lại chả thấy ai, cô đơn đó. Xong rồi cái khoảng lâu lắm rồi, gần lúc mà mãn cái 3 tháng tân binh á mới lên thăm em. Thì lúc đó là mình cũng hơi bất ngờ, cũng hạnh phúc. Khóc đây là khóc vì hạnh phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đi bao lâu thì em mới về? Dạ lúc đó đi 18 tháng là về luôn. Dạ về xong rồi gặp lại vợ, kêu vợ cưới mà kêu hoài không thèm cưới. Cái em nghĩ trong đầu nó nhỏ này nó quen mình chơi sao á, không được cưới. Rồi có cầu hôn không mà tự nhiên kêu người ta lấy mình? Trời ơi, anh nghe nè, ông này ông không có lãng mạn như người ta là anh cầu hôn em bó bông hay gì, thôi cưới đi. Trời lâu quá rồi, quen hết đời trai con người ta mà không cưới. Đúng rồi, ta nói đúng mà. Sao mà em có nói là trời thì từ từ, còn trẻ mà giờ sao mà lúc mà mình cứ đi làm đi là từ từ tính, mà ông chịu cứ là ngày nào cũng đi làm. Em thì làm giờ trễ hơn một chút là 6 giờ mới về đến nhà, còn chồng em thì khoảng 5 giờ thì chồng chạy về Biên Hòa. Ông mới làm hết việc nhà xong rồi ông mới ra trước cái nhà em ở gần chợ á. Ông ra chợ ông nói chuyện lung tung người chợ, ông ngồi ông chém gió, ông mang kem cho kem của trong nhà ra ông mời người chợ vậy đó. Xong rồi ông hào phóng lắm, rồi nói chuyện xong rồi cả khu chợ biết tới ổng. Trời ơi, người ta hỏi em bao giờ cưới. Xong rồi mẹ em nói với ông này là ở trên đấy hết gái rồi sao đi xa vậy con, về đây lấy này. Rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì hai em mới bắt đầu đám cưới? Từ hồi quen nhau đến lúc lấy là 6 năm. Một sáu năm. Sáu năm. Sau cưới vui không? Có kỷ niệm gì sau khi cưới không? Cưới nhiều cái bắt đầu lắm. Tức là ngày cái đám cưới thứ hai là đám cưới nhà chồng. Sau lúc em về phòng, điều đầu tiên em thấy là một bức thư tình của ông này dài 12 trang. Cho ai? Viết cho ai? Trai viết cho ông này. Xưng anh em yêu anh, cảm giác câu nói nào của anh trong đó làm sao ghi hết. Tức là kết thúc bức thư là dù gì đi nữa thì em vẫn chờ anh. Trời đất ơi. Trời ơi chị. Ủa nhưng mà bạn là cái bạn đó là bạn của em hả? Dạ cái bạn đó là đồng nghiệp chung cơ quan với em. Thì bạn đó là con trai. Mà nói chung là đồng nghiệp với nhau thì mến với nhau cũng là bình thường thôi. Ông này em thấy đọc được bức thư ông hoang mang lắm. Cái nét mặt của ông em buồn cười, nhưng mà em đọc xong rồi thì thôi, em cũng để đúng chỗ đó và em cũng không nói năng gì cho tới bây giờ. Đó là ông biết em đọc nhưng mà em cũng không có khiển trách hay trách móc, và em cũng không nói với bạn kia. Tức là chúng ta cứ giữ mối quan hệ bình thường. Rồi các em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng 6 tháng. Mới à? Dạ đúng rồi. 6 tháng về ở chung với nhau có tính xấu gì lòi ra không? Dạ. Vợ em lòi ra nhiều lắm. Cứ hay mò biếu em á. Mò gì? Biếu. Nói cái chữ đó mà cũng không hiểu nữa. Không có rõ, không có nghe. Có ngày cái mò hoài mà em bực mình luôn. Em nói mò gì mò hoài á. Lúc nào cần mò cũng mò, không cần cái lại mò hoài. Rồi lúc này cái cực thì hay nó khó chịu, cái càm dạm hoài à. Nhức đầu lắm. Nên em đi làm về cũng mệt. Thì vợ làm gì cũng mệt. Từ từ dọn cái phòng ở hai mình á. Từ dọn về phải bắt cái này bắt cái kia mà phải làm liền à. Phải làm sạch sẽ sạch bông luôn mới chịu à. Chứ làm mà qua loa là không có đâu, cứ lầu bầu cằn nhằn nhức đầu. Rồi khó khăn gì á, có khi nào mà cổ ăn hiếp em không, có la mắng được không? Có làm quýnh em luôn. Chưa quýnh là hồi xưa thôi, còn bây giờ hết quýnh rồi. Tức là em đang căng thẳng công việc, đi về em vẫn làm trên máy tính vậy nè, ông ngồi sau á, tức là mình đang tập trung lắm,
ông cứ ngồi sau, em ăn cái này đi, ăn cái kia đi. Em quay ra, trời tránh ra, ta đang làm gì, ông cứ ăn hoài vậy, ông ăn bằng mình không đi. Cái ông giận, ông cắt đồ ăn thì ông lên giường nằm luôn luôn. Thôi đó là tính xấu của vợ, còn nữa không? Dạ, đó xấu, cái vợ cũng hoàn hảo cũng nhiều. Nhiều đó đủ rồi. Thế còn ông xã em sao? Ngoài ngáy ra thì ổng còn vợ với thun á. Ví dụ mình nói một là một, đúng rồi. Không phải với mình ai đâu, ai cũng vậy á, với thun mò luôn à. Khi nào em hối thì chạy cho nướng tí nữa đi, cho nướng tí nữa đi. Lúc nào ông đi trễ so với người khác hết á. Chưa kể là nói được không làm được. Ông nói em từ hồi mà quen nhau, nói là anh sẽ bỏ thuốc. Từ năm 2010 đến giờ 8 năm rồi chưa bỏ. Có vợ đẹp gì nè, có ghen không? Có ghen không? Trời, cái này em phải nói chứ. Em đi xe đưa rước công ty á, cái xe thì có 12, xe 12, có 12 người thôi à. Em đi xuống, ông rước em, tức là ông không để cho em đi xe máy, nhưng mà ông rước em, nhìn. Trời, ông kia ông nhìn bà nè. Có vấn đề gì mới nhìn nhau vậy thôi, chứ không thể nào nhìn vậy đâu. Ví dụ như người ta nhìn á, anh mắt bình thường, chẳng hạn em nhìn anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân là mắt bình thường. Còn nhìn mặt, nhìn mắt người ta đá đó khác rồi nha. Trời ơi, nhiều khi ông bị tật rồi sao? Cái đó không biết. Em mà nghe điện thoại á, thay vì người ta cũng tế nhị là người ta chờ vợ mình nghe xong, người ta sẽ hỏi là ai hay là ai vậy em có làm sao không? Người ta đang nghe điện thoại, tai nạn ông đứng trên tai nè, ông nói là ai vậy, ai vậy, cái vậy hoài. Đưa cái điện thoại cho ông nghe luôn. Đúng không? Ngày xưa ông còn đập cái điện thoại luôn. Điện thoại ba em mua, đập luôn vậy. Xong mai đi mua cho em cái khác cũng vậy à. Ồ, vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em mong muốn ông xã thay đổi thì rất là nhiều. Nên là em chỉ có thể nói đơn giản là em mong muốn ông xã là một người giàu. Giàu là giàu về ý thức. Ý thức ở đây nó rộng lắm. Tức là khi mà anh có ý thức về tất cả phương diện á, thì anh sẽ hoàn hảo hơn cho con người của mình thôi. Thực ra thì đối với chấm điểm khó thì em thấy chồng em đã là 50% của người đàn ông hoàn hảo rồi. Thì bây giờ chỉ cần cái động lực để cho anh thay đổi nốt 50% còn lại thôi thì anh sẽ ok. Thế còn em? Vợ em thì cũng là ok rất nhiều. Chỉ mong muốn một điều là bớt nhây mà bớt nói. Nói một lần thôi chứ đừng nói nhiều lần quá mà em nghe em mệt lắm. Đó, em chỉ mong vậy thôi. Mà ở đây á, vợ em á, thực sự nói ít á, thì vợ em mong em hiểu nhiều. Nhưng mà chị nghĩ là với chồng em á, em đừng có nói ít, em cứ nói nhiều để chồng em hiểu đi. Nãy giờ chị cảm nhận như thấy em á, còn vô tư lắm, còn trẻ trung lắm. 27 tuổi vậy chứ mà thấy chưa đâu. Tại vì cái người đàn ông mà em muốn họ trưởng thành phải trên 30. Đó chứ còn 27, tức là từ 30 đổ xuống vẫn lúc nào cũng giống như là trẻ con vậy đó. Thường là những người như vậy á, là em phải nạp vô từ từ. Em phải thấy cho bạn thấy những cái khó khăn, những cái phức tạp của cái cuộc sống này. Nếu như mà mình có một cái gia đình, mình phải chống chọi. Đó thì từ từ, chứ còn bây giờ để bạn ấy tự nạp vô á, thì chị nghĩ là được chứ không gì á. Nhưng mà nó lâu, thì tại sao mình để lâu làm chi? Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, chúc hai đứa mau có. Dạ, em tên Nguyễn Nhân Hoàng, em sinh 1986. Năm nay em 36 tuổi. Bây giờ nhìn tôi với chị Dân nè. Chị người đó dạ. Công việc gì, dạ. Nhà ở đâu? Dạ, hiện tại em làm tài xế, em nhà quận 4. Mình là tài xế cho xe của mình hay là cho một công ty nào đó? Dạ, em chạy xe tải. Xe tải luôn? Dạ. Wow. Giải nắng dầm sương. Xin mời cô dâu xinh đẹp giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thị Phương, 31 tuổi. Em đang làm CEO bên tài chính. Lần đầu tiên người anh chàng tài xế này tiếp cận với cái cô làm tài chính này như thế nào? Hồi xưa em mới chơi Facebook á, cái em lướt á, cái thấy bạn này á đẹp gái quá, mặt hiền quá, cái mình vô mình kết bạn làm quen. Cứ lâu lâu á cái thấy được bạn đó mở quán cà phê, tưởng gần đây, ai ngờ dưới Bình Dương lận. Mọi lợi thích rồi. Thằng xuống Bình Dương uống. Thằng xuống dưới luôn. Ở tuốt dưới chỗ thành phố mới đó anh chị. Lúc đó là em đi xe tải xuống em muốn hay là em đi xe máy? Lúc đó chưa có làm tài xế với chị. Mà đi xe Honda xuống. Em đi với bạn em xuống. Bao lâu rồi cơ? Năm 2016. Cũng 5 năm rồi. Nhưng mà lúc đó là cũng như là mình cũng như đơn phương thôi. Chỉ là kết bạn trên Facebook thôi đúng không? Thôi. Nhưng mà có trò chuyện với nhau qua tin nhắn được không? Cũng chưa nói chuyện luôn. Lúc mà nói chuyện cái cuộc gọi đầu tiên, em gọi điện thoại hỏi ủa em quán cà phê mình của mình đâu anh quên rồi. Bạn đó mới nói là ở Hòa Lợi gì vậy á. Em chạy xuống luôn, nhìn thấy mẻ. Trời ơi, ở ngoài mẻ còn đẹp hơn trên hình nữa. Nhìn thấy mẻ. Mà bạn đó cũng chưa biết mình luôn nữa. Bây giờ thôi bây giờ thằng Trả ngưng lại xíu. Em lần đầu tiên em gặp thằng Trả thì em thấy làm sao? Đi uống cà phê á, mà đổi cái kết lục sụp y giống như là
dân ăn cướp hay là ăn trộm đó. Em mà đi xuống là cứ kéo cái mũ lại như thế này nè. Lúc đó là em có biết là ảnh là bạn của em trên Facebook không? Dạ không. Chị hỏi chi tiết này nè, sau khi em lần đầu tiên em xuống em uống quán cà phê đó xong, đêm hôm đó em về á là tương tư liền. Tương tư là đương nhiên rồi đó, nhưng mà trên Facebook á em có mí mí ra là anh đã chính xác rồi em. Chị đúng tâm lý luôn á, đúng không? Làm thơ liền, tự nhiên đâu chữ ra làm hay ghê luôn. Lúc đó em không để hình mặt em, rồi ngày sau em mới chụp hình, rồi mẹ mới thấy cái nón quen quá mới nhận ra. Thì xuống chơi bạn bình thường thôi. Lúc đó mẹ đang có bồ. Bồ sao? Đẹp trai lắm nha, anh chị mà biết Kim Thành Vũ á, biết trai Kim Thành Vũ luôn á, bạn Nước Hoa đó. Dạ, mà đẹp trai mà con nhà giàu nữa. Con nhà giàu luôn á, trời ơi rồi. Như người mình thích á anh, mình hay vô á, mình mò mình coi á. Là thấy hình của bạn trai cổ luôn. Đẹp trai lắm. Mà em có từ bỏ ý định đó không, hay là em vẫn quyết coi như là muốn chinh phục cổ? Em nghĩ lúc đó giống như là kiểu mà cô gái này đẹp quá, nghĩa là cổ chỉ xứng đáng với những người đàn ông mà kiểu giống như là thành đạt, cho nên mình nghĩ là mình chỉ âm thầm bên cô này thôi, là mình làm bạn, chấp nhận là tình đơn phương, tình đơn phương thôi, mình âm thầm thôi. Ví dụ như cô đó cần cái gì chia sẻ gì trong cuộc sống, tâm sự cái gì chi kỹ vậy anh. Nói chung là bài mặt thì mình ủng hộ, nhưng mà sau đó là đêm đêm về mình cầu nguyện cho cổ chia tay, đúng không? Rồi sao tâm lý luôn á, đúng không? Mà về có cầu nguyện là cho cổ chia tay không? Cầu nguyện chia tay luôn, trời ơi. Cuối cùng chia tay thiệt luôn. Cuối cùng chia tay thiệt luôn. Bao lâu thì em mới biết rằng là cái bạn này bạn chia tay? Bạn này á thì hay có chuyện buồn hay tâm sự gì á là hay bộc lộ trên Facebook lắm. Em biết, em vô mang ủi. Đó là tấn công đúng không? Không có dám. Thì kiểu giống như mình biết thân biết phận mình á anh. Trong tay mình còn hai bàn tay trắng nè. Cô này em nghĩ là cổ đẹp, toàn là mấy người mà thành đạt đeo đuổi không mà. Mình âm thầm mình đi chơi với cổ mà cũng phải mấy năm á, khoảng 3 năm sau luôn mà. Nhờ em xuống em muốn cà phê vậy á, thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Nhờ em xuống em muốn cà phê, thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Chia tay rồi dẹp quán nữa. Lúc đó chắc buồn lắm đúng không? Buồn thì cổ cũng chuyển chỗ ở, rồi tụi em cũng đi chơi chung. Lúc mà em chia tay với cái anh kia, lý do gì mà em lại tâm sự với bạn này? Lúc chia tay anh đó thì là có làm bạn với anh này rồi, mà không hiểu sao tự nhiên lại đi tâm sự với ông này nữa chứ. Cái gì cũng nói hết. Mà hồi đó gọi thằng chú cháu không à, chứ không có gọi anh em. Chú dẫn đi chơi xong rồi tâm sự thì em cũng thiệt thà kể. Kể cho chú nghe. Đúng rồi, chú nghe. Xong rồi chú an ủi. Bây giờ mới cháu mới chia tay người yêu đó, không biết là chú có thể thay người yêu cháu khỏa cái nỗi buồn đi được không? Cháu vô mánh chú rồi. Đã không chết rồi. Đã, nhưng mà đâu có bộc lộ liền. Mình phải thăm dò, mình hỏi ủa thương hay thương theo kiểu gì thì cổ cũng không nói. Một thời gian sau, trước khi cưới năm 2019 30/4 á, em thương quá rồi thì em muốn coi không biết cái cô này á, cái tình cảm của cổ á đối với mình như thế nào. Em mới giả bộ em nói á, về một cái người nào đó đó là em muốn gắn kết với cái người đó ở ngoài chỗ khác á. Kiểu nó đại gì đó đúng không? Nó đại á. Ai ngờ tỏ tình mình luôn. Ủa, ở này có hai cái giường nè. Thôi bây giờ tối chú nằm giường đó đi, cháu nằm giường này. Thì em mới bụm miệng em cười à, cổ chỉ cái ghế tình nhân á là cái giường đó đó. Nó nói tối em ngủ giường này. Cái vừa nghe xong, vừa nghe xong thức trắng nguyên đêm luôn. Cái ghế đẹp quá. Nghĩa là em nói cho cổ biết cái ghế đó, ý nghĩa của cái ghế đó đúng không? Ý nghĩa cái ghế đó. Mẹ mắc cỡ mẹ qua đây ngồi. Đâu ngủ được đâu. Rồi nguyên đêm sao? Thức luôn. Hai đứa thức trắng luôn. Thức trắng luôn. Không làm ăn gì hết. Dạ. Thì nói chung thì em mới nói với cổ thôi bây giờ là em mới dụ. Đâu có chịu qua nằm chúng em đâu. Em mới dụ. Thôi bây giờ mình thương nhau đến già nha. Mình thương nhau đến già rồi xong rồi mình thương nhau mà sống nha. Cái cô gật đầu. Ý như em dụ em gẹo gẹo ngọt ngọt á. Cái lại nằm. Rồi xong rồi gạo nó thành cơm. Là đêm thứ là đêm đó luôn hay là qua đêm sau? Ở có ngày à, tại vì làm nữa. Xong là luôn. Đêm đó luôn, đúng không? Chị tới nó tới luôn. Cùng là hai đứa gạo nấu thành cơm ở đâu? Dạ, ở gạo trắng nước trong. Gạo trắng nước trong. Mà là cái giường cô chọn hay là cái giường em chọn? Dạ. Hai giường luôn. Hai giường mà, phòng hai giường mà. Ôi ai nói chứ cái đó em không thích nha. Cái giường đó em thấy nó khó khó làm sao. Có cấn cấn đúng không? Đâu á, làm gì được đâu, thật sự luôn á. Cái giường á, em nhìn trước nhìn sau em biết làm sao luôn á. Nhưng mà sao bé lại chọn cái giường đó?
Dạ. Tại em không có biết cái giường. Biết rồi, nhưng mà tại cái giường nó đẹp hay là gì? Tại vì nhường cái giường đó cho anh Hoàng. Cao cả mà em. Trời ơi, có gọi là nhường cái giường tốt, giường em cho chú. Đưa cái giường kia. Cháu chấp nhận là ngủ giường không có em á. Nó gọi đúng chính xác là cái ghế em. Cái ghế. Thì sao này biết đúng lúa luôn. Hồi nào giờ đâu biết, đâu có vô khách sạn nào đâu. Như vậy là sau đêm đó là đổi cách xưng hô luôn đúng không? Chứ sao còn em gì đó là cháu nữa. Giận em. Giận. Giận em hả? Cho đâu. Không có cho, nhưng mà do em năn nỉ quá. Quỷ quyệt Em quỷ quyệt á. Mình thương nhau tới già nghe em. Thương nhau tới già nha. Là giận luôn đó. Giận nha. Cái giận mà... về đòi chia tay em luôn. Đòi chia tay em. Sao giận người ta vậy? Hả? Thiệt. Sao giận em gái. Dạ. Sao giận ảnh vậy? Đâu cho đâu. Kiểu như là chưa có, không có quen. Thế lại nghĩ thế này chắc là chỉ kiểu như qua đường thôi. Không tin có được cái miệng. Anh này miệng. Là người đầu tiên của em đúng không? Dạ. Đúng không? Để. Đó. Cho nên là mình cũng hồi hộp, mình cũng lo đúng không? Dạ. Mình lo lỡ xong rồi nó quất ngựa truy phong rồi. Đúng giờ rồi, mình chị. Sao đây? Bỏ mình chứ Cần Thơ luôn. Ừ. Đó. Dạ. Rồi giận bao lâu? Giận lâu không? Giận thì giận có ngày thôi, rồi bạn đó về Bình Dương. Em đi heo năn nỉ, em xuống dưới. Nghĩ làm sao trời nắng á, trời nắng chang chang á, vừa xuống mời mang bơ rồi, giống như muốn mắc nghẹn hay gì, trả thù hay gì. Nhưng mà anh hỏi cái cảm giác của em nè. Dạ. Sau cái đêm đó thì trong lòng của em như thế nào vậy? Dạ. Tại vì cổ là người đầu tiên. Ủa quên, em là người đầu tiên của cổ. Dạ. Nếu mà nói đi á, thật sự á, giống như theo kiểu giống như em suy nghĩ vậy nè. Giống như cái kiểu kiếp trước á, cô ấy còn mang nặng ân tình sâu nặng gì đó với mình. Cho nên cái kiếp này, cái lần đầu tiên của cổ á, thì cổ gặp mình, tự động cổ trao cho mình. Tại sao những người kia không trao, mà vừa gặp mình, cổ trao cho mình. Thì cái vấn đề đó thì em rất là, em cảm thấy rất là trân trọng và biết ơn cái người con gái này của mình. Mà mình thấy mình phải có trách nhiệm nữa đúng không? Dạ, mà cũng có vui vẻ rồi. Đâu vui vẻ đâu. Nói là hiểu liền luôn. Cũng hồi hộp, biết hồ luôn. Hồi hộp với lại biết sao không? Sao? Kiểu như không biết là do nông sâu gì hay sao á, mà sao đèn dầu bị rách luôn. Là ông cũng không là sung sướng gì luôn á. Chắc ông cũng là lần đầu tiên luôn hả? Em không biết, không phải lần đầu tiên, không, nhưng mà kiểu giống như kiểu tiên, nhưng mà chắc là giống như là cái người cái mới gái á, mới á, em biết em hiểu cái đó. Mũi khoan đó nó không có đủ công suất cái nó bị hư mũi khoan luôn đó, hư luôn đúng không? Không biết. Chà, chắc thôi sao đó về chắc cũng mệt mỏi lắm đúng không? Mệt mỏi thân xác có vui vẻ gì đâu thiệt á con. Rồi sau đó bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Dạ khoảng chắc phải 1-2 tháng sau á, tại lúc đó 30/4 chị, là đám cưới là 27/8 cũng nhanh đó. 28/7 ba tháng em. Nhưng mà gia đình hai bên là ok không? Dạ. Hình như là em đang có em bé phải không? Dạ đúng vậy. Đúng rồi. Ủa vậy hả? Tội nghiệp quá. Mấy tháng vậy? Sáu tháng. Dạ em 6 tháng rồi ạ. Trai gái? Dạ bé trai. Đứa đầu hay là sao? Dạ bé đầu ạ. À bé đầu luôn. Dạ. Wow, như vậy là hai đứa yêu nhau coi như là lấy nhau mấy năm thì mới có 2 năm thả dính liền. Em ấy mà kế hoạch 2 năm, kế hoạch 2 năm đúng không? Cái xong rồi gia đình khoái cháu quá để luôn khỏe dính liền, tự hào hãnh diện liền. Em bé trai nữa liền, nói chung là chất lượng bé trai liền, vừa thả để cái dính dính liền bắn là dính liền rồi. Nó nghe nè, sau cái bữa đó là em bao lâu thì em mới cầu hôn với cô gái này? Có cầu hôn? Dạ thì nói chung là thấy mẹ đẹp quá thì mình nói chung cao thủ bằng tranh thủ mà. Phải thi hạ thủ di cường trước chứ. Mình năn nỉ liền, năn nỉ cưới liền. Năn nỉ cưới thì nói chung là cũng như là cũng đồng ý á, thích mình á, như muốn gắn kết với mình á. Đi ơn liền hả? Dạ. Trời ơi, người ta giận tuần là tại vì người ta sợ đó, sợ là ông quất ngựa truy phong. Ai dè ông không như vậy mà ông cầu hôn người ta là người ta nhận liền chứ mặc gì. Đúng không cưng? Nhưng mà cầu cái là em đồng ý liền hả? Dạ chưa. Chưa nữa? Dạ. Chưa luôn. Tại lý vì do em kiểu như là sợ lấy chồng, chưa có tự tin lấy chồng vì
Bác sĩ báo cưới hả? Muốn, dạ không. Là vì sợ lấy chồng về rồi không có được sống như, như bình thường á. Kiểu không được đi đâu đi đó chơi cái này kia nọ. Sợ có cái cuộc sống nó gò bó kiểu mẹ chồng nàng dâu á. Ta cũng sợ. Lo dạ. Cô. Rồi tại sao em lại đồng ý chấp nhận làm vợ ảnh? Dạ tại vì thôi lỡ rồi bây giờ bị ấy rồi. Thương em rồi. Thương quá rồi. Dạ với lại hai bên cũng biết nữa. Mà lúc mà tự nhiên hai bên nhà biết rồi kêu cưới. Mà ba mấy rồi ba em mấy nói chuyện, rồi. Em kể chuyện này nghe mắc cười lắm. Trời em xuống nhà lần đầu tiên đâu dẫn ai về nhà đâu hồi xưa đến giờ. Mà lúc em làm bạn em đòi về nhà chơi cũng không chịu luôn. Mà đến lúc mà cưới rồi dắt em về nhà, trời ba mẹ mừng lắm luôn, mừng lắm. Em thấy sẵn sẵn lên, lúc cưới còn mừng nữa. Sẵn 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 lên giống như là dạ, được. À, em thấy trời em thấy em có giá ghê. Sợ đấy mà thật sự là phải đâu, mẹ khó quá không có. Tức chịu là không chịu ai á. Cái lúc đó là 20 mấy chứ hả? Dạ 29 rồi. Trời ơi là coi như là nhà là 29 tuổi là sở hữu mắm. Về mà thật sự giờ nói chung là mấy ông bà già xưa mình á thì sợ vậy thôi. Chứ thật sự giờ thời buổi hiện đại phụ nữ giờ lớn tuổi cũng đâu có gì đâu. Mà em bất ngờ không, 29 tuổi mà còn con gái trinh nguyên á. Thành ra là em bị vậy là đúng rồi, hiểu không? Giữ gìn lâu quá mà. Tranh thủ liền chứ. Dạ, tranh thủ mà nhìn mất cực. Nhìn bà dạ vợ dễ thương lắm luôn á. Trời ơi, sẵn. Nhìn thấy cưng lắm. Rồi, cảm ơn bà dạ vợ không? Cảm ơn bà dạ vợ. Dạ, nói chung là hôm nay có được dịp con lên chương trình này thì con cũng cảm ơn ba mẹ với anh chị em của vợ con là những người rất là tuyệt vời mới sinh ra với lại nuôi dưỡng cho người vợ con ngày hôm nay là một người con gái cực kỳ tử tế, đoan trang, hiền lành. Hay là vợ con. Rồi mời ngồi xuống. Rồi bây giờ đến phần thứ hai luôn nè. Đó. Thứ hai đi chị à. Thứ hai luôn. Hãy nói thẳng mặt nhau đi. Học xấu. Giờ phần thứ hai nè, đó lấy nhau được hơn 2 năm rồi ha. Đúng không? Đúng hơn 2 năm, 2 năm 6 tháng chứ. Hơn á, đúng không? Kiểu là 2 năm xong rồi thả là dính liền à. Gần năm ha, gần 2 năm ha, gần 2 năm. Tháng 7 này mới tới 2 năm á chị. Sao biểu là lấy nhau cử 2 năm rồi thả ra là dính liền. Cử năm mấy hả? Năm mấy thôi. Em nhớ lộn, em nhớ lộn á. Rồi sao? Về nhà rồi anh này ảnh có tật xấu gì không? Dạ trước khi cưới á, đi chơi á em thấy cũng đàng hoàng, nói chung là lúc đầu á bạn bè á, đi chơi thì có cảm tình tại vì thấy đi chơi mà ví dụ như chỗ nào dơ đi công viên chẳng hạn mà mấy người bỏ mấy cái đồ dơ lại đó thì ông cũng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng này kia cũng để người này người kia quan tâm có ý thức về môi trường. Dạ, đó ông quan chị tâm cũng khoái mấy người giống vậy lắm. Dạ xong rồi lấy về thấy cũng quan tâm mọi người xung quanh. Cái xong lấy về thấy bất ngờ hơn là ông chăm sóc vợ tốt hơn. Nói chung là mọi thứ trong nhà là chỉnh chu lắm. Chỉ có em làm bay mưa ra thôi. Thôi bây giờ chúng ta kể về tật xấu chứ không phải là khoe về những tính tốt của chàng trai này nghe. Trời, một người đàn ông tật xấu nghe. Tật xấu lắm, không có kể được. Trên đời này không ai mà không có tật xấu. Đúng rồi, có tật xấu chứ. Đâu tật gì đâu. Dạ, ngủ thì kéo gỗ. Nó em thì cái tính cũng khó ngủ. Cái gỗ mà em đẩy ra ngoài xong rồi chút xíu nữa cũng sắp xếp lại xong rồi ghé bên tay kéo gỗ vậy đó. Dạ. Rồi xong tiếp theo á là đi chơi với bạn đó chị. Là có cái ông bạn mà hồi xưa cũng đi chơi chung với em với ổng. Cái hai người cứ thủ thị nói xấu vợ không? Mà em không biết em có cái gì xấu mà hai người cứ đá mắt với nhau vậy đó. Nói xấu vợ là nói xấu em. Ông kia có vợ chưa? Dạ chưa. Chưa có vợ. Vậy là chỉ có nói xấu một bà vợ thôi. Rồi có chừng ổng là trà xanh em... đúng rồi em còn là trà xanh em còn nghĩ nha. Để ý cái tay tôi nè, đúng rồi chị, chia rẽ đó, hiểu không? Hiền trả nhảy vô đó. Không, tại vì chơi với nhau mấy năm rồi. Ông này nè, chơi với nhau mấy năm rồi em. Ủa, cuối cùng là hai ông có BD không?
Em hỏi thẳng luôn. Hỏi thẳng luôn. Này, em người tạt nước sôi em luôn. Ủa hai ông BD hay sao mà suốt ngày nó lén vậy? Dạ. Coi như là dính chặt nhau mà lại nói xấu tôi. Đúng rồi. Nhưng mà em mỗi lần mà em đi chơi chung, lúc lấy nhau rồi đi chơi chung có vẻ không thích đâu, không thích lắm. Không thích. Là ổng không thích lắm đúng không? Đúng rồi. Rồi là y thị rồi. Là... Đó. Nhưng mà nói nghe nè, em có bao giờ em nghe cái câu chuyện của hai người này nói về vấn đề gì không? Không nghe được luôn á, không nghe được luôn. Bây giờ hỏi thẳng nè, hai anh em bạn trai nói với nhau gì? Đó, nói rồi gì mà lén la lén lút mà liếc qua liếc lại. Em á, hồi xưa lúc mà chưa quen á, đi chơi chung á, là em thích hỏi về mấy cái vấn đề mà cái tình cảm của cái người đó lắm, để cái người đó tâm sự. Đó, em thích hỏi về những cái vấn đề bạn trai của cổ làm sao á, ví dụ cổ có chuyện buồn hay gì á, cổ nói chuyện với mình để cũng như chút hết cái gánh nặng muộn phiền gì đó. Thì em có một bạn đó, hai đứa thì cũng thấy thích nhỏ này, mà cái mặt của nó lúc mà nó bực lên nhìn nó thấy cưng lắm, cho nên ghẹo cho nó chọc nó bực hoài. Nó giả bộ nói nó nhỏ 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 vậy đó, đưa cái tay vậy, đưa cái miệng vậy, mà thật sự nó đâu có nói gì đâu đó. Cái ghẹo ghẹo về tức là cái bạn kia, bạn trai đó đó, cái bạn kia cũng cũng thừa nhận là vợ em xinh đúng không? Dạ. Vậy là coi chừng ông này ông trà xanh cả hai luôn. Không, bả thì bả không có thích đó, bả không có thích đó. Mình nhắc về cái người đó hoài. Wow. Em hiểu sao nữa. Thì mình cứ sợ mất em đó. Sợ mất em với bạn trai không em phải, đó. Tại vì nói xấu nhiều quá, nó nói mà em không có biết cái nội dung của là gì. Chỉ biết là cứ chỉ vào là em. Là chọc em đó. Đúng. Nãy em nghe nói chọc hả? Em. Đó. Tức là nói mỗi lần cái mặt em mà giận là mặt em rất là dễ thương. Thành là hai ông mùa nhau để cho cái mặt em gọ xuống á, để nhìn gió đã, hiểu không? Như vậy hiểu là chưa? Phải coi lại cái anh kia nha. Anh kia là coi chừng là không biết thích chồng hay thích vợ nha. Tâm lý ghê luôn. Mà nhiều khi á, tại vì anh kia anh khoái cái kiểu mà tâm lý luôn, cái kiểu mà khoái nói chuyện mà em nói cái mỏ em á, cái hơi của em phà vô cái lỗ tai vô cái gáy của đúng không? Là em lại đang phân tích vấn đề trà xanh đàn ông à? Chị là đang phân tích cái vấn đề trà xanh là phụ nữ đó em. Trời ơi, vậy đó hả? Ừ. Thôi nữa tao lại. Đó là tại thôi. Chưa quen ai mà. Bên kia chưa có bạn gái luôn. Thôi nói chung là mai mốt thôi đừng nói nhỏ nữa. Em sao em không kiếm bạn gái cho dùm cho cái anh đó? Em kiếm hoài á chứ. Giới thiệu mà giống như không hợp á. Trời, em kiếm mấy đứa cho nó. Bạn mấy đứa bạn gái nó quen là em làm mai không? Vậy đó. Em cũng mà không có, cuối cùng cũng không có thành. Không có đi đến đâu luôn. Em nói nặng bóng vía mà. Nhiều khi cái vía nó nhẹ quá em ơi. Cái vía nhẹ mà không có dính. Vía nhẹ. Vía nhẹ múa dông múa gì đó không à. Dạ. Không có dính nha. Dạ. Rồi bây giờ thêm cái tật xấu nè. Còn tật xấu gì nữa không nè? Dạ. Mấy ông tài xế mà ông dẻo miệng lắm đó. Đúng rồi, có hai thả thính tầm bậy bạ không? Dạ. Rồi chị gợi mở đúng luôn, đúng tâm lý. Em thấy lướt Facebook hoài à. Ừ. Em thấy highlight hình mấy nhỏ đẹp đẹp á. Là dạo đúng không? Đúng rồi chị. Mà em mà phụ nữ mà thấy người ta đẹp hơn mình á, mà like là không thích rồi. Có chuyện đúng không? Còn mấy bạn á có nhắn tin này anh đẹp trai này kia nọ đó. Chị xong ghen sao được. Trời ơi vậy đó hả? Nhắn tin vô inbox hay là trong cái trang trong comment. Cảm ơn em đã khen chồng chị. Đúng rồi, comment nè. Thầy. À, cái gì em còn chị nhớ nè, là mai mốt á, khi nào em thấy mấy cái like đó đó, em cứ lấy hình của em với ảnh chụp chúng nhau nè, xong em bỏ vô cái đường like đó luôn. Comment luôn. Cảm ơn em đã khen chồng chị đẹp trai. Chị vô cùng hãnh diện. Đó là tự động bạn kia unfan không này đúng luôn. Rồi mà chụp cặp vậy đó, hiểu không? Đó mà mình cao tay. Nhiều lắm. Cái mạch nước luôn à. Ờ xong rồi. Còn gọi điện người yêu, còn gọi điện vô Facebook nữa. Vậy á. Hỏi ủa ai vậy không nghe máy đi. Kêu nhỏ đó hồi xưa quen á, nó bỏ chồng rồi, hồi xưa nó ổng thích anh. Ủa sao giờ mà nghe điện thoại là nói với nhau cả tiếng đồng hồ. Ồ em giật mình luôn á. Trời ơi. Là nghe lại cái điện thoại của cái người xưa đó hả? Ý là gọi Facebook á. Không, cái đó là không được đó. Cái đó là khó chịu lắm. Cái đó là cái xong rồi em kêu nghe đi, nghe coi người ta nói cái gì. Bạn không được. Không. Né đi hả chị? Cái đó không còn là bạn nữa rồi. Né hả chị? Né đi. Né đi, nhất là vợ mình đang bầu bì với mình, né đi. Cái đúng đó là ơi. Cái đó cũng lâu rồi. Cái đó là lâu rồi. Không, nhưng mà qua cái đó để rút kinh nghiệm những cái tiếp theo. Dạ. Bây giờ còn không? Cần. Dạ bây giờ nói chung là cái vấn đề mà bạn gái comment hay là gọi điện là hình như là không có, không biết ở sau lưng có gọi không à. Có gọi đâu, tao thiệt tình lắm.
Dạ, rồi gì còn đằng sáu gì nữa không? Lướt Facebook nhiều nè, rồi gì ta? Có hay khen gái đẹp? Đúng giờ rồi, đúng giờ rồi. Đi ra ngoài đường cái miệng nó dẻo quẹo à. Gặp ai mà bạn cũ hay là gặp con gái á, ôi sao này đẹp quá vậy, da đẹp bị lên da đẹp quá ha, nó càng lớn càng đẹp ha, này kia nọ, em khó chịu lắm. Khen trước mặt em vậy luôn. Nhưng xã giàu quá. Nhưng mà có hay khen dở không? Dạ. Dạ khen thì có khen đó, nhưng mà em vẫn không cam tâm. Chỉ khen một mình em thôi thì được đúng dạ, không? Đúng rồi. À, rồi chút nữa thôi. Không, sẵn. Thực ra mà nói là khen trước mặt em thì lại là gọi là sao ta? Vô hại, không thực sự cái đấy ha. Nhưng mà nói chuyện điện thoại Facebook với người yêu cũ là không nên. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề khen những người phụ nữ mà trước mặt của vợ mình á, khi có mình á thì là vô hại, nhưng là luôn luôn phải thòn câu nè. Yeah. À, ví dụ nha, chà, ôi dạo này lâu quá không gặp, đẹp gái ghê á ha, càng ngày càng trổ mã nha, giống y như vợ tôi á, càng ngày nó càng đẹp. Ví dụ vậy. Đấy, thòn vô câu là khác tôi. Liền cục diện thay đổi liền, hiểu không? Dạ. Nhớ nghe, tâm lý nha. Đừng nói trà, con ngày gặp lại đẹp quá, đẹp hơn vợ tôi nữa. Chổi trà ăn mà, chổi trà đơm tới tấp luôn. Chả lau nhồi đúng không? Chả lau nhồi, đó. Rồi, còn gì nữa không nè? Chắc hết rồi. Cái đó là hết rồi. Không chỉ bị dính mấy cái nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi, cái đó nhẹ nhàng, tật số nhẹ nhàng. Quá. Người đàn ông hoàn hảo quá. Rồi bây giờ tới em nè, đó. Bây giờ vợ em sao? Có tật xấu gì không? Nếu mà thật sự mà nói thì tật xấu của vợ em thì em nghĩ là cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo. Em không thấy tật xấu gì. Nhưng mà có kể chuyện đánh rắm không nhỉ? Cái đó không tới xấu, cái đó là tật của người ta. Tiêu hóa tốt vẫn nha. Nhiều lắm em đó ơi. Mà tế nhị lắm nha. Em có xem Trình Vợ Chồng không. Son, em thấy là nhiều cặp lắm. Dạ, mà không sao? Có nghe tiếng, chỉ nghe mùi thôi. Trời ơi. Có nghĩa là lép, đúng không? Lép. Lép nhưng mà tế cái sức luôn. Công phá nó quá quá lớn. Quá cao luôn. Em phải sợ nữa mà, em làm đâu lại đâu. Em là cũng chúa chùm luôn á, cái chủ luôn. Làm không lại luôn. Là một cái. Nhưng mà cái đó cũng chưa gọi là thật xấu. Thật xấu. Ê, cô này có cái tính là hay kiểu là hơi hờn mát thôi. Hơi hờn mát, hơi chút khóc. Hơi chút đó, là khóc luôn. Tại vì khen đó. Khen phụ nữ đẹp trước mặt. Dạ, cũng người giống ta bị chạnh lòng. Cho nên sau này là khen mà phải thọn liền cái câu kia. Nhớ chưa? Nhớ nha. Dạ. Chút tập lại đi nha. Rồi. Rồi còn gì nữa không? Có hay cằm ràm, có hay cằn nhằn nè em? Có khi em đi xa này nọ được không? Dạ thì cái cô này cổ thì em thấy cổ hay ghen, với lại cổ cũng cái kiểu giống như là quen nhau mà cũng như là thương nhau mà ràng buộc mình quá, cũng như mình mất, mình cảm thấy á, mình cảm thấy ở thời điểm đó đó, mình cảm thấy là mình và người chồng mình mất tự do. Nhưng mà đến khi mình nghĩ lại á thì ở nhà chơi giờ cũng vui, tại vì mình đi chơi với bạn hay với lại mấy người ngoài đường á, thì nói chung thì em cũng may mắn gặp rất tất cả những người bạn của em đều là những người bạn tốt. Nhưng mà đến khi mình gặp nạn thì nói chung người ta cũng hỏi thăm một vài câu thôi, đúng không? Cuối cùng thì cũng vợ mình. Cha mẹ mình thôi, đúng cha mẹ mình ở bên cạnh mình, vợ mình cha mẹ, đúng rồi. Mấy ông đàn ông là vậy đó, lúc mà khỏe mạnh thì bè bạn nhiều lắm, lúc có chuyện gì chỉ có ông vợ già cái bên thôi chị. Thì đó, mình mới thương vợ thì có chính xác. Trời, em nói anh nghe, cũng vì em cái tính đó, mình lúc mà mình mới lấy về mình chưa hiểu cổ á đó, cổ hay khóc mình đâu có quen đâu, mình chưa biết, mình cảm thấy sao khó chịu á. Mình cũng xém chia tay mấy lần là vì cái tật khóc đó thôi đó. Nhưng mà hồi đó lúc mới cưới về cổ, mỗi lần cổ khóc như vậy á thì là em thể hiện như thế nào, em phản ứng như sao? Mới đầu thì em dỗ không được, chút em bực em đòi bỏ đi. Em bỏ đi, có lần em bỏ đi cả một đêm luôn á. Em nghĩ là em đúng, thôi bây giờ mình bỏ luôn đi, mình bỏ mình làm lại từ đầu, mình nghĩ là mình đúng. Nhưng mà sau đó cái qua ngày mai em về á thì cổ mới tâm sự lại với mình á, là đêm qua em giận với anh, cái xong rồi cái anh hỏi em không trả lời. Có nghĩa là không phải là em không trả lời anh, hay là em khinh thường anh, hay em bực anh, mà lúc đó là tại em đang sợ. Tại vì em nãy em đi ngoài đường á,
em đi ngoài đường em gặp cái thằng trai biến thái kia, chả cứ theo em hoài, em cứ đâm đầu em chạy cái hồi á, cái tự nhiên người ta kêu ơi, thì ở đây cái chiếc xe tải nó cũng vừa nghe vừa thắng ngay em luôn á. Nếu mà không nghe người ta kêu là xe tải nó hốt em rồi. Cho nên em sợ lắm, em sợ xe ít mà em sợ biến thái đó nhiều. Rồi lúc đó tự nhiên cái hối hận, đúng không? Hối hận đấy. Bởi vì mai mốt chị nói em nè, vợ nó ghen là cũng có lý do, nhưng mà tự nhiên nó ghen, đâu có ai khùng mà tự nhiên đi ghen, đúng không? Thứ nhất là em là thuộc loại đàn ông đẹp trai, đúng không? Thứ hai, cái công việc của em là công việc mà nó cũng phải phóng khoáng về mặt thời gian nữa. Rồi đúng không? Chứ em đi làm vợ đâu đi theo được, đúng không? Đã vậy là còn có cái tật mà thích khen phụ nữ khác, thả thính đồ này kia nọ các thứ, là nó ghen là đúng rồi. Nhưng mà nhớ lời chị dặn, mai mốt cứ em nói trời ơi, da dòng này đẹp dữ vậy, trời ơi, nè giống vợ tôi nè, da càng ngày càng đẹp, không biết sao mấy bà giờ xài gì đẹp dữ vậy. Ví dụ vậy, lúc nào cũng phải khen vợ nữa. Đó, nghe không? Nghe. Tâm lý đúng không? Tâm lý nha, tâm lý nha. Rồi giờ hai đứa mong muốn thay đổi cái gì ở nhau nè? Mong muốn gì? Hình như em hả? Hài lòng đó. Em thì muốn anh bớt lướt Facebook lại đi, quan tâm vợ nhiều hơn chút nữa. Đó, với lại bớt đi với bạn mà nói xấu nhỏ nhỏ đó. Em không thích. Rồi mong muốn chính xác. Có cái gì là ngồi cách xa nhau như là một sải tay. Em ngồi bên này nè, em ngồi hai người ngồi bên này nè. Đấy là người hai người đó có khi ngồi gần nhau luôn á chị. Xong rồi. Tại vì thật ra là chọc em. Bản chất của câu chuyện là chọc em. Vấn đề là lúc đó em đâu có biết là chọc em vấn đề gì đâu, vấn đề gì. Giận luôn á, giận á, định là xóa Facebook của em á, mỗi lần giận là mỗi lần xóa Facebook, mỗi lần giận cũng tự kết bạn lại. giống như em suy nghĩ không biết phải là càng ghét nhau tự nhiên càng nhớ về nhau không biết phải không? Rồi thôi bây giờ nè, mong muốn đó coi như là mong muốn đó là hợp lý, đừng có nói nhỏ nữa mà tôi cũng mong muốn cái điều đó nữa. Hai thằng đàn ông mà suốt ngày cứ nói nhỏ nhau kỳ lắm. Đúng rồi, thấy không? Rồi bớt lướt Facebook lại. Bây giờ tới em muốn vợ mình thay đổi điều gì hả? Em hả? Em muốn vợ em mà bớt khóc đi một chút. Tại khóc nhiều khi mốt tâm lý, cũng như cái kiểu như là buồn phiền á, dễ sinh bệnh. Rồi và nhất là trong cái giai đoạn này nữa, đừng bao giờ làm cho mỗi lần khóc là khó thở rồi. Em mà để cho vợ khóc hoài, mai mốt con ra khóc hoài. Đúng vợ rồi. Mà quạo mai mốt đẻ con ra, mặt quạo đeo nhiều khi nhóc nó còn ghét mình luôn. Thôi giờ chồng bà cười đi đó, nghe. Với lại em cũng vậy, đừng bớt ủy mị đi mốt. Bây giờ mình phải làm mẹ rồi. Đúng rồi, làm vợ rồi, bây giờ phải làm mẹ rồi, cho nên mình phải là cái chỗ dựa vững chắc cho con của mình, hiểu không? Mình là người đàn ông quyền lực, trong mình phải thể hiện mình là người đàn bà quyền lực ở trong gia đình mình. Không, tiếng trước tiếng sau, cho ăn bập tay liền. Có một cái nguyên lý mà rất đúng và rất chính xác: cha đẹp mẹ đẹp thì chắc chắn không thể nào đẻ con xấu. Cha vui mẹ vui thì chắc chắn đẻ con nó sẽ vui. Cho nên anh hy vọng hai vợ chồng em mỗi ngày đều có một những cái niềm vui tiếp nối để mà chuẩn bị chào đón một em bé ra đời. Và nó cũng sẽ vui và đẹp giống như cha mẹ của nó. Rồi. Cảm ơn hai đứa he. Rồi chút nữa chúng ta gặp lại.